Hello anh em và chào mừng vì đã đến với channel của mình nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục solo squad ở dưới khu cảng đây. Thì hôm nay thì mình cũng chưa nghĩ ra là mình sẽ làm thử thách gì. Mình cũng cố gắng là cứ xuống xem là ủa ơi, trước mặt mình đông thế. Ok, M16 đây rồi. Này thì cũng đấy này. Này thì cũng đấy này. Một tên rồi này, công sang luôn anh em ạ. Một ông thì đã yếu lắm rồi. Công sang luôn đây. À vẫn còn nhảy à. Vẫn còn. Cái này thì vẫn còn đứng ở trên đó này. Nốc hai tên. Công vào luôn. Có Uzi trên tay rồi. Chào ngay cho bạn đây, những gọi là băng đạn vào mõm đi. À bên trái. Ui đông lắm. Bỏ đi đâu thanh niên này. À công ra. Đi đâu vậy bác tài. Nốc thêm con bốt này. Đậu không con bốt luôn. Cảm luôn anh em ạ. Không để cho ông trong thùng gọi là KS được. Trên thùng có. Trong này rất đông luôn anh em ạ. Kìa kìa. Đang nhảy kìa. Gạt đã. Ôi. Thanh niên này chưa có súng. Rồi. Còn một tên ở trên nữa. Hết đạn mất rồi. Công ra. Nào công ra đây bạn. Từ từ nào. Từ từ nào. Ngồi đây mà tưởng sống này. Trước mặt có một tên nữa kìa. Ngồi đây mà tưởng thoát này. Như vậy là tận hai team lận. Đây có đạn xanh rồi. Trận này mình cầm M16 đi. Hợp lý anh em ạ. Ôi, từ từ đã. Giết cái ông này đã. Bỏ đi đâu. Trận này được rồi. Mình sẽ. Trận này thì mình sẽ cầm M16 để gọi là lấy top 1 đi. Rồi, cây M16 đây rồi. Xịn rồi anh em. Trận này thì quyết định thử thách của chúng ta sẽ là M16 anh em nha. Nhảy đi đâu vậy? Rồi ăn một bớt một mồm rồi. Nhảy ra đây này. Như vậy là clear. Có K98 này, đổi sang K. Đấy, vẫn còn rất đông luôn. Quá đông ở trong này luôn. Đạn đã. Có một tên ở trước mặt mình này. Mình nghe tiếng chân rồi. Đây, chắc là đoạn chỗ thùng này đây. Một tiếng chân nho nhỏ. Ui ôi, đầu trên kia bắn nhau kìa anh em. À, chỉ là một con bốt mà thôi. Ui, nắp cái giảm thanh vào cây M16 anh em nghe nó sướng rồi. Chỗ chân máy bay này. Rồi, nốc rồi. Trận này thì do là mình đi kiểu như là mình để solo squad ấy, nó bị kiểu binh cao ấy, nên là mình lấy thêm một ác nhỏ vào để mình gọi là mình, anh em biết rồi đúng không, mình fake IP đấy, cái đợt cái buổi tối hôm nọ đấy mình fake IP một mình chơi vào thì binh cao, nhưng mà cứ hai người trở nên vào chơi cùng một trận là binh thấp đấy, nên là mình bây giờ mình phải. Không biết là chắc là nó do nó bị lỗi cái gì đấy. Nên là mình lấy thêm một arc nữa mình vào. Có một ông trước mặt mình đây. À. Rồi, như vậy là sau chỗ này. Đây này, mình vòng ra đường này. Nói chung là arc kia vào thì cũng để đấy thôi à. Chết thì thôi, cũng coi như là đi solo squad thôi. Căng thẳng thế. Ủa ôi, hai ông kìa. Rồi, ông bên trái công lên rồi. Nào, ông công vào đây này. Gạt luôn này. Té 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 té. Chạy 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 ra anh em ơi. Không được, không được, không được. Ui, cái gì đấy? Sao lại có một tên ở chỗ này? Đang cầm bom ạ. Ui ôi. Đang kho à? Từ từ đó, quăng bom ra đây này. Nào, các bạn bước ra. Một ông bên ngoài, đây rồi. Đây rồi này. Này thì bò này. Ui, sao đông thế nhở? Ui sao nắm tiếng chân vậy? Mấy team ở trong cái gọi là cái nhà kho này vậy? Bò đi đâu? Cả đã. Nhà xe giữa. À nhà kho giữa chắc chắn có. Đấy tiếng chân đây. Sai làm sao được. Này, tặng cho bạn trai nết này. Nào chạy ra đây mà công mình. Rồi công thật anh em ạ. Ui dồi ôi công này. Một tên này. Hai tên. Ui ôi.
Như vậy là mình vừa giết 3 thằng, mà đây vẫn còn 3 thằng nữa. Ui, mấy bố chơi team up à? Này thì team up này. Ui ôi, trời ạ, mấy bố này chơi team up hay sao mà đông vậy? Sao bọn nó không bắn nhau mà chúng nó gọi là úp hết vào mình thế nhở? À, chạy à? Này thì chạy này, mình gặp đồng đội bạn này. Rồi sang kho này rồi. Ui ôi, bên trái cũng có tiếng kìa. Đi đâu? Ui giời ơi, clear team này. Trời ạ, sao đông thế nhở? Mình thấy vừa hơi vô lý. Là tại sao là... Đây này, một gốc cây này. Gốc cây này. Hơi vô lý là tại sao mà... rõ ràng là anh em thấy mình bắn đến... Gọi là 5-6 thằng ở một cái chỗ này. Mà chúng nó không bắn nhau. Hơi vô lý nhở? Hơi có gì đó sai sai nha. Sai hơi bị nhiều đấy anh em ạ. Có cả flare gun luôn à. Xịn nhở? Trận này thì mình quyết định rồi. Cầm M16 bắn đang sướng. Táp nghe nó phạch 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 phạch. Hay đấy. Được thực sự anh em ạ. Ôi trước mặt có một tên đang chạy kìa. Chạy đâu vậy anh trai? Ồ chạy đi đâu? Ôi đứng im. Còn này còn bot rồi anh em. Bot hay người thì đều gọi là góp hết cho tổ quốc. Không nói nhiều anh em ạ. Bỏ đi đâu. Rồi gạt rồi. 15 kill clear xong cái cảng. Bây giờ là mình đi lấy xe. Đi thôi. Có cái xe trước mặt. Ơ. Ô, xe có người. Ô. Ô xe còn bốc cháy nữa. Ui ui. Nào ngồi lên ngồi lên. Ui hai ông ạ. Hai ông. Rồi một ông nốc. Đi đâu vậy? Còn một ông nữa. Hai ông. Dám lấy xe của mình à? Đây này, một ông ngồi gốc cây này. Ngồi gốc, ui cái gì đây? Ui rồi ôi. Đúng lúc mình bắn cái thanh niên ấy gật cái đầu xuống ạ. À. Vô lý thực sự. Nào bây giờ thì cứu nhau đi. Qua sờ mốc à. Táp xuyên sờ mốc luôn này. Rồi trúng máu. Ui dồi ôi. Máu tóe như là tiết gà rồi. Tiết gà này. Này thì ui dồi ôi. Xuyên sờ mốc đỉnh cao anh em ạ. À. Máu tóe như là tiết gà vậy. Ui, có tiếng xe. Ui, nói có một anh trai đi qua này. Anh ơi, anh đánh rơi người yêu anh ơi. Ui, anh gì ơi. Ui, đánh rơi người yêu rồi. Ui, chạy xa thế. Ui, lật xe kìa. Lật xe à, nào. Lật này. Bắn cho nổ xe. Ui, ôi, tóe máu kìa. Ui. À, chạy à. Chạy này. Ui, rồi ôi. Một pha phải nói là táp thần thánh. Ui dồi ôi, ngoài bo mất tiêu rồi. Mình phải đi vào bo thôi. Như vậy là còn lia cảng được tận 18 kill. Easy. Anh em phải biết là cái lúc mà mình lượn từ cảng ấy. Có một team trước mặt kìa. Chị kìa. Mình lượn từ cảng là hình như là còn đâu đó là 30-40 thằng gì đấy. Và bây giờ anh em nhìn cái con số là còn có 9 thằng. Mình lượn phải khoảng 5 phút trời. Không gặp bất kỳ một thằng nào luôn ạ. Nào ngó ra. À cái đầu. Cái đầu. Nốc rồi. Cái đầu. Công lên. Mình phải công. Nốc một rồi. Công luôn anh em ạ. Không để cho mấy ông này gọi là kịp trở tay thay quần áo. Ui thì còn đờ rít thế này nữa. Khổ thực sự. Đây, mình phải tìm góc để vào. Đây, đỗ chỗ này là đẹp này. Chỗ này là quá đẹp luôn này, vừa khít này. Tặng cho bạn trai nết này. Này cho bạn trai nết này. Hy vọng là chắc là mình nghĩ là nó cứu được rồi. À sờ mốc à. À chạy à, một ông chạy này. Một ông chạy đi đâu này? Một ông. À đủ, có tiếng đằng sau. Có tiếng xe đằng sau, từ từ đã. Từ từ. Nó lên rồi. Đủ. Lên nhanh thế. Lên nhanh thế anh trai. Rồi xong. Clear. Có mỗi một ông thôi. Mình nghe nó cứ vậy là cứ bị chuẩn đấy. Một ông thì nốc ở dưới cái chỗ vách đá này rồi. Ô. Chết luôn này. Ô clear. Team này bị clear rồi. Kìa kìa. Đầu xa kìa. Này thì ngó này. Ui ôi. Thế mà xịt ạ. Lần này thì không xịt đâu. Bay đầu.
Còn một tên nữa. Một viên. À đứng dậy chạy à. Nào chạy đi đâu. Chạy đi đâu. Ui dồi ôi xịt rồi. Một viên nữa thôi bạn ơi. Ui nó chạy được vào gốc cây rồi. Một viên này. Gạt luôn này. Gạt luôn này. Rồi. Ui dồi ngoài bo rồi. Thôi. Ui cái bo này. Bo cuối mợ rồi. Ui không được. Không kịp rồi. Mình phải chạy đã. Không kịp lên lấy xe rồi. Chết rồi. Quả này đúng toang rồi. Ui nhìn anh em nhìn máu nó rút kìa. Đóng cây nữa thì nó rút. Ui dồi ôi nó rút từng cây một. Ui không được không được. Vừa máu. Ui hai ông kia chạy bo kìa. Ui đừng nhìn thấy mình. Đừng nhìn thấy mình. Mình không làm gì đâu. Mình xin lỗi nha. Ui ôi thốn thế. Phải cắn cái nữa. Ui ôi anh em nhìn bo nó rút kìa. Đau. Cái này chắc là kịp vào đây rồi. Có hai ông chạy ngoài bo vào. Rồi. Ui. Vừa khít anh em ạ. Vậy là có hai tên bên bên phải mình này. Mới có một tên vừa nãy mình gạt đồng đội của nó này. Thế là mới có ba. Vẫn còn hai nữa. Ui. Đông quá nhỉ. Bắn nhau bớt đi mấy bạn ơi. Từ từ mình uống xong mình đây rồi. Mình nên mình xem hai công ở đâu. À rồi. Nằm kìa. Này thì nằm này. Nằm như đống gì đây. Ui cái gì đấy. Ui vãi cả nồi ạ. Ui táp thế mà không chết ạ. Ui vãi cả nồi. Bạn ơi bạn ra trâu à bạn. Ui đúng mình thua mẹ luôn anh em ạ. Sao mình táp như vậy mà không chết. Ui sai lầm. Quá sai lầm rồi anh em ơi. Toang rồi bu em à.